Xin chào mọi người, hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người công thức và cách làm bánh da lợn nhân sầu riêng tươi ha. Đang là mùa sầu riêng, mọi người có thể tranh thủ làm món bánh da lợn này để kinh doanh hoặc là để chiêu đãi cho gia đình cũng được ha. Cách làm và công thức cũng khá là đơn giản, mọi người có thể tham khảo cái công thức này của em ha. Đầu tiên là em sẽ giới thiệu sơ qua các nguyên liệu nha. Chúng ta còn có sầu riêng tươi. Thì cái phần sầu riêng tươi này mình sẽ lấy cái phần thịt sầu riêng mình đem xay nhuyễn, hoặc là mọi người dầm nhuyễn ra cũng được. Nếu mà mọi người sử dụng sầu riêng đông lạnh thì mọi người phải sên với lại sữa đặc ha. Mình sên với sữa đặc bởi vì cái sầu riêng đông lạnh nó pha nhiều loại sầu riêng với nhau lắm, nên mọi người phải sên với sữa đặc. Tuy nhiên mọi người nên sử dụng sầu riêng tươi. Sầu riêng tươi thì nó sẽ ngon và bảo quản lâu hơn. Tiếp theo là cái nước cốt dừa. Mọi người có thể sử dụng nước cốt dừa lon hoặc là nước cốt dừa ép mua ngoài chợ cũng được nha. Phần đậu xanh cà. Đậu xanh cà này mọi người mua loại đậu xanh không có vỏ. Tiếp theo là cái phần sữa tươi. Mọi người sử dụng sữa tươi không đường hoặc là sữa tươi ít đường cũng được. Bột gạo. Bột gạo Tài Ký hoặc là bột gạo Vĩnh Thuận. Đường cát và bột mà năng. Ở đây thì em sử dụng bột mà sắn, tinh bột sắn, họ gọi là bột khoai mì, họ ở ngoài Bắc còn gọi là bột khấy chè á mọi người. Thường thì người ta sẽ gọi là tinh bột sắn. Cái tinh bột sắn này á nó sẽ ngon hơn. Thường ở quê em dùng cái loại bột này để làm các loại bánh truyền thống á. Rồi cái phần lá dứa thì mọi người nhớ là mọi người mua lá dứa vừa thôi, đừng có quá già mà cũng đừng có quá non. Mình sẽ cắt bỏ cái phần cuống trắng đi, mình lấy cái phần màu xanh thôi nha. Lá dứa thì mình sẽ đem đi xay nhuyễn với nước để mình lấy nước cốt lá dứa ha. Đậu xanh thì mọi người chỉ cần vo sạch, sau đó mình sẽ cho nước xăm xắp và nấu chín như nấu cơm vậy á. Lưu ý là không cho quá nhiều nước nha. Đậu mềm hơi nát như thế này là được ha. Đừng có nấu mà đậu mềm, đậu nhão quá hoặc là đậu khô quá. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành cho làm cái lớp đậu xanh trước, cho vào máy xay gồm có nước cốt dừa nè, sữa tươi, bột năng, đường, bột gạo và ít muối. Cuối cùng là cái phần đậu xanh mình đã nấu chín rồi ha. Chúng ta sẽ đem đi xay nhuyễn tất cả các nguyên liệu này nha. Mọi người lưu ý cái lớp đậu xanh thành phẩm sẽ mềm dẻo chứ không có quá nhão hay quá khô nha. Nên mọi người nhớ bám sát công thức giúp em. Tiếp theo là lớp da lợn lá dứa. Cũng cho các nguyên liệu vào máy xay gồm nước cốt lá dứa nè, nước cốt dừa, bột gạo, bột năng, đường và mình cũng sẽ xay nhuyễn ha. Sau đó sẽ lượt qua rây cho hỗn hợp mịn nha. Vậy là mình đã làm xong cái hỗn hợp lớp đậu xanh nè, lớp lá dứa, lớp lá dứa nó sẽ có cái độ lỏng hơn là lớp đậu xanh nha. Và cuối cùng là cái phần sầu riêng tươi. Phần đậu sầu riêng tươi thì mình sẽ xay nhuyễn ra hoặc là dầm nhuyễn ra cho em ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hấp bánh. Nước hấp bánh cũng rất là quan trọng, mọi người lưu ý cho em về cái phần nước hấp bánh, nó tầm khoảng 1/4 nồi hấp. Tùy cái nồi hấp cao hay thấp ha. Nếu mà nồi hấp mà cao á thì nước nó tầm khoảng 3 lóng tay. Nước nhiều và nước phải sôi mạnh vừa thì khi mà hấp bánh á, chúng ta không còn phải thoa dầu ăn vào khuôn bánh và cái mặt bánh nó sẽ mới láng nha, chứ không bị nhăn phồng. Lưu ý cho em ở cái điểm này. Nên khi hấp bánh luôn luôn mình phải canh để mình chêm nước vào nếu mà mình thấy cái nước phần nước hấp nó bị cạn ha. Ở đây thì em sẽ dùng khuôn bánh lăn xuống không, bởi vì em làm bánh to. Tùy vào bánh to, bánh nhỏ thì mình sử dụng khuôn khác nhau nha. Em dùng cái khuôn to nên em sẽ làm cái lớp da lợn này tầm khoảng 1 muỗng rưỡi ha. Mình sử dụng cái muỗng súp này nè. Lưu ý là mỗi lớp mình phải hấp cho thật chín, mình mới đổ cái lớp tiếp theo vào hấp nha.
Tiếp theo là cái lớp đậu xanh, mình sẽ đổ một muỗng súp trước. Rồi sau khi mà hấp chín xong rồi mình sẽ cho cái phần nhân sầu riêng vào. Nếu mà mọi người không có cho nhân sầu riêng á, thì mọi người nên đổ cái lớp bánh nó mỏng hơn, thì nhiều lớp ăn nó sẽ ngon hơn nha. Cái phần nhân sầu riêng này thì có một số công thức sẽ trộn thêm cái phần đậu xanh vào cái sầu riêng để giảm cost nguyên liệu. Cái này tùy vào cái giá bán của mọi người mà mọi người cân đối lại giúp em. Thường em sẽ cho tầm khoảng một muỗng cà phê cái phần nhân sầu riêng vào chính giữa ha, chính giữa cái lớp đậu xanh nha. Với cái lớp đậu xanh ấy, thì mọi người có thể dùng tăm để kiểm tra xem là cái bột bánh nó chín chưa. Nếu mà tăm không có dính bột ấy, là cái lớp đậu xanh mình nó chín rồi nha. Cuối cùng là mình sẽ đổ cái lớp da lợn ha. Bánh sau khi hấp xong ấy, thì mình phải để cho nó hấp nguội rồi hẳn mình lấy ra nó sẽ dễ hơn nha. Một công thức em chia sẻ cho mọi người làm hôm nay ấy, thì sẽ làm ra được 21 đến 22 bánh to nha. Mọi người có thể dùng cái lớp ni lông như này. Thường thì những cái loại bánh truyền thống mà khi mà em ship cho khách đó, bán cho khách đó, thì em sẽ cho cái lớp ni lông gói bánh để khi mà mình xếp bánh đó, thì bánh các cái bánh nó không có bị dính vào nhau ha. Đây mọi người thấy là bánh là cái thành phẩm lớp da lợn lá dứa màu đẹp bóng không có nhăn. Còn cái lớp đậu xanh sẽ có cái độ mềm dẻo vừa phải kết hợp với cái nhân sầu riêng bên trong nhìn rất là ngon. Nếu mà mọi người có thắc mắc gì thì cứ để bình luận lại phía dưới ha, và có thời gian thì em sẽ hỗ trợ giúp mọi người. Chúc mọi người thành công với cái món bánh da lợn sầu riêng này. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.